Sáng ngày 20 tháng 6, Ủy ban Nhân dân phường Cẩm An đã tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng khu thể thao trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Cẩm An lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức vào 2 ngày 25 và 26 tháng 6. Công trình được đầu tư thi công trong 70 ngày, khép kín các hạng mục, san lấp mặt bằng, xây tường chắn cát, bê tông đường sân tạo đường bích, sân bóng chuyền, đường chạy, vân vân. Tổng nguồn vốn đầu tư công trình là 1 tỷ đồng. Đưa vào sử dụng khu thể thao tập trung là góp phần thiết thực nâng cao mức độ đạt chuẩn quốc gia cũng như chất lượng dạy và học của trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu.